Truyền thông Nga đưa tin, quân đội nước này miễn nhiệm chức vụ tư lệnh không quân của tướng Solovikin, người đã không xuất hiện kể từ vụ nổi loạn của Wagner. Đại tướng Sergei Solovikin bị miễn nhiệm chức tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga, VKS. Thượng tướng Viktor Asalov, tham mưu trưởng VKS, sẽ trở thành quyền tư lệnh quân chủng này, nguồn tin của hãng thông tấn RIA Novosti ngày 23 tháng 8 cho biết. Tướng Asalov vốn giữ vị trí quyền tư lệnh VKS trong thời gian Solovikin chỉ huy lực lượng Nga tham gia xung đột với Ukraine. Hãng tin ABC dẫn nguồn tin thân cận với quyết định nhân sự trong Bộ Quốc phòng Nga nói rằng ông Solovikin bị miễn nhiệm do chuyển công tác và đang có kỳ nghỉ ngắn ngày. Tướng Solovikin sinh năm 1966 tại Novosibirsk, gia nhập quân đội Liên Xô và tốt nghiệp trường chỉ huy binh chủng hợp thành cấp cao Om với tấm bằng hạng ưu năm 1987, sau đó là Học viện Quân sự Frunze năm 1995 và Học viện Bộ Tổng tham mưu Nga năm 2002. Ông từng tham gia chiến dịch ở Afghanistan, Chechnya, Syria và Ukraine. Ông Solovikin được mệnh danh là tướng hủy diệt trong thời gian chỉ huy lực lượng Nga tại Syria vào năm 2017 khi tạo ra bước ngoặt và lật ngược thế cờ giúp quân chính phủ Syria giải phóng nhiều vùng lãnh thổ mà tổ chức nhà nước Hồi giáo, IS, tự xưng và phe đối lập kiểm soát. Hồi tháng 10 năm 2022, Solovikin được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy đầu tiên của Nga cho toàn bộ cánh quân tại Ukraine. Hồi tháng 1, Nga thông báo Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov sẽ trực tiếp chỉ đạo chiến dịch còn ông Solovikin là cấp phó. Ông Solovikin được cho là có quan hệ tốt với Wagner và lãnh đạo Yevgeny Prigozhin của nhóm này. Trùm Wagner nhiều lần ca ngợi tướng Solovikin là người duy nhất biết cách tác chiến, trong khi thường xuyên chỉ trích giới chức quốc phòng Nga, đặc biệt là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và ông Gerasimov. Lần gần nhất ông Solovikin xuất hiện trước công chúng là trong video kêu gọi Wagner dừng nổi loạn hôm 24 tháng 6. Ông khuyên Wagner giải quyết vấn đề một cách hòa bình, đồng thời yêu cầu họ tuân theo ý chí, mệnh lệnh của Tổng thống Nga. New York Times dẫn nguồn tin tình báo Mỹ, nói rằng tướng Solovikin đã biết trước về kế hoạch nổi loạn của Wagner và ông bị chính phủ Nga điều tra xem liệu có giúp sức lực lượng này hay không. Một số nguồn tin hồi tháng 6 nói ông Solovikin đã bị bắt. Điện Kremlin lúc đó đã từ chối phản hồi vấn đề này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.